Xin chào tất cả anh em. Hôm nay không phải là một cái clip hài của tụi tôi nữa, mà hôm nay là một clip buồn. Tại vì tôi vừa mới hay tin là anh Quang bị té xe, mà là té rất là nặng luôn. Bởi vì sáng giờ tôi buồn, tôi chảy nước mắt. Nè, nó chảy nước mắt giống vậy nè anh em. Ngày nào tôi cũng gặp anh Quang hết trơn á. Còn sáng giờ không thấy anh Quang, tôi cảm thấy nó trống vắng như thế nào á. Tớ tại vì nó bắt chữa lại nè, dịu luôn. Quang thấy gì chứ nó tốt lắm. Lâu nó bị khùng rồi chứ gì đâu mà. Nó chạy xe nó cũng bị khùng chứ, nên nó mới té xe gì đó. Bởi vậy hôm nay tôi với tôi cứ là sẽ quyết định là qua bên nhà anh Quang thăm anh Quang lần cuối. Lại biết nó vậy, thăm hoài biết rồi. What vậy? Nhiều chút miệng rồi đáng quá. Bên lùng. Ủa anh Đức, giờ mình mua gì cho ông Quang bây giờ? Mà còn sống á, nó thích ăn cơm sườn lắm. Ủa lộn, ôi dù mẹ nó còn sống mà. Nó thích ăn cơm sườn lắm, bây giờ mình đi mua cho nó hộp cơm sườn đi. Ồ, cũng được, đi. Giờ nước là mua nước gì ta? À, nó thích uống nước trái cây anh. Trước mấy bữa nó uống cà phê sữa bị lão hết da là uống nhiều quá, mặt mụn không, mụn nổi đầy mặt, nổi từ trên mặt xuống cái lưng, từ lưng chảy xuống đít. Đây cái chỗ này là tôi biết anh Quang anh rất là thích ăn cơm sườn, cái chỗ này bây giờ là tôi sẽ vô đây tôi mua cho anh một hộp cơm sườn. Five minutes later. Nhưng mà giờ này sáng sớm như vậy kiếm ở đâu ra nước trái cây mua cho nó uống vậy? À, vô mấy tiệm nước ép đi anh thử. À, bảo nó uống nước trái gì hay mua sầu riêng ép cho nó uống đi cho nó bổ. Rồi nước sầu riêng ép à, lần đầu nghe. Không được, cái sầu riêng nó nóng lắm, ép ra nữa thằng Quang mà nó uống vô chắc có băng hà luôn á. Thì đó. À, thôi vậy tôi kiếm một cái trái gì nó mát mát để cho nó uống. Để coi rồi cho Quang uống. Ấy ông Quang này là gái. Vậy lấy cho em một ly nước ép táo chị. Sai nào hả chị? Dạ lấy em size L luôn đi. Yeah. A few moments later. Đó, tới anh Quang rồi anh em là hiện tại. Thấy chưa? Tôi mới hỏi mẹ của anh Quang đâu, mẹ anh Quang nói anh Quang ngủ chưa vậy? Giờ này là 10 giờ rồi mà anh Quang á là không được. Anh Quang là cái giờ giấc của anh Quang rất là lạ luôn. Không có một chút gọi là không chuẩn bị tâm lý. Phải có tâm lý gì sớm. Cái này gọi là bê bối nè, không có tự giác tinh thần trách nhiệm cao quá. Tuấn 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 ăn sầu riêng không? Nè nè, sầu riêng nè. Quá trời luôn nè. Nè. Quá, đem về lột ra ăn đi. Trời. Thôi gái không ăn đi. Trời. Sao vụ gì em trai? Gái đẹp gánh đâu. Kìa, trời ơi. Trời. Ôi, chân dài kìa. Trời ơi, kìa. Hả? Kìa bé nè. Trời ơi. Trời ơi. Sao lát ghê hả? Sao em tay đua kiệt xuất quá vậy? Từng cái thành vậy luôn. Bây giờ lấy đồ ăn cho Quang rồi. Nè. Đây ăn đi. Ok cảm ơn Đức. Sao có đau không? Thử đi anh biết liền ăn. Trời ơi. Há nhìn vậy đúng. Cái này giống như là cái dãy của con cá tai tượng nè. Con cá tai tượng chiên sụ anh em biết không? Y chang luôn. Đó, còn ôi mày chạy xe mày bận quần cột hả? Chứ không phải bận quần dài hả? Trời. Hàng chứ ví dụ bận quần dài nó quy nặng dữ gì đâu. Trời ơi, quần dài nó không có cả, nó không cả sát đứt. Vì hay chơi thể thao mà bị bận cột mà. Đó anh mua cơm cái chỗ mà em hay ăn á, còn này là nước táo nè, đó anh mua qua cho em uống nè. Ủa cái này mua đâu anh? Đó, nước táo thì anh mua trên đường Huỳnh Văn Bánh. Gì? Mua chỗ bạn hay uống á. Ở đường gì? Phùng Văn Cung đúng rồi, mua trên đường Phùng Văn Cung á. Này bị té sao bạn? Không, bị té chạy chạy nhanh về mất công việc. Nhanh về làm gì? Bắt tỉa hả? Chạy về vậy? Thôi. Mua tỏi có bị chạy vậy. Quá trời luôn, bị hết một bên luôn nè, anh em coi nè. Cái chân này á, cái chỗ mà nó bị chày mỏng như vậy là tôi biết nè, là hồi xưa tôi hay bị té xe là nó rát lắm. Rồi mỗi lần mà em tắm á, là em phải giữ cho mấy cái vết thương này nó khô là không được để cho nó ướt nghe không? Ủa sao vậy? Đúng rồi, tại vì nó ướt á là sẽ bị lầy ra lại. Nó bị cái gì chứ bị mòn ra lại. Đúng rồi. Nó bị lầy ra lại là nó sẽ lâu lành lắm, mày phải để nó khô. Mỗi lần tắm á là tôi biết tắm á là phải lấy cái chân bắt cái ghế vô. Đúng rồi. Cái chân gác cái ghế gì nè. Cái ngồi dựa vô tường lấy cái nước mình chế người mình chùi. Ủa chứ phải bị cái này diễn tắm bình thường. Không được, tuyệt đối là mấy cái vết thương đen đen này nè, tuyệt đối không được cho vô nước là nó sẽ bị lở ra lại. Không bố bạn có tắm nước ngoài mà giờ nó bị sẹo phải không? Không được đâu, cái này phải còn không lau người thôi, chỉ khó dơ vài ngày đi. Lau người thôi. Anh em thấy anh Quang không?
Anh Quang á là anh làm YouTube là cũng 3 năm nay rồi, nhưng mà anh vẫn như vậy hoài, anh không có thay đổi được. Thì hôm nay qua bên nhà của anh Quang chơi thì tôi cũng thấy cái gia cảnh nhà ảnh thì cũng không có được là mấy khấm khá. Cái này á là cái công việc chính của nhà anh Quang á là anh làm giặt ủi. Thì để tôi hôm nay sẵn có cái dịp á, tôi qua bên nhà anh Quang á thì tôi sẽ hỏi thăm coi sao. Ủa máy giặt này là ở nhà em làm hả Quang? Dạ đúng đúng anh. Hồi sáng là em phụ mẹ em giặt. Thì kia bỏ vô xong phơi. Có tiệm may nữa nè. Là mẹ anh Quang là anh làm may đồ phải không? Cứ đặt đồ cho khách, khách may đồ công ty gì đó. Rồi tới tới tháng là giao này kia. Hàng chi tôi hay thấy thằng Quang nó qua tôi trễ. Mà tôi tưởng là nó ngủ chị trễ không à. Nhưng mà hôm nay thì tôi qua tôi mới biết được là sáng anh phụ mẹ ảnh làm mấy cái giặt ủi này nè. Thì sáng người ta lấy đồ giặt ủi về người ta đi làm, ta bận đồ mới đó. Rồi nhà anh Quang là có bán nước sâm nữa. Đúng rồi. Nước sâm tối ngày nào anh cháu phụ mẹ em làm. Bây giờ thì anh nói luôn là bây giờ anh sẽ mới gì chủ tao bán cơ mày. Bây giờ là anh sẽ hỗ trợ cho em là 5 xị. Đây. Đây là 5 xị để anh sẽ tặng cho em để em mua thuốc. Tại vì mấy bữa nay em nghỉ em không đi làm thì em có tiền à. Hồi xưa có gì học không? Có. Cái này là nhiêu vậy? Cái này 5 xị. 5 xị đó lấy đi. Cái này 5 chậu. Không phải. Ủa vậy à? Thằng này nó bị té xe chứ nó chưa có bị khùng. Còn tỉnh chứ tưởng. Giỡn với em thôi chứ này. Ủa này quên lộn, này có 100 à. Ủa sao tôi với hết tiền rồi trời. 150 à. Ủa tiền của tôi đâu tiêu hết rồi. Đâu? À đây rồi. Đây là 5 xị. Đó thì bây giờ tôi sẽ nha. Đó vậy mày. Cho bị cái bóp về vợ tới anh chết xong. Đó bây giờ là đây không, cái này là nói thiệt, đó là anh sẽ tặng cho em 500.000 để em mua thuốc em uống. Tại vì cái này á là em phải mua thuốc ambi nè, rồi em phải mua kháng sinh đồ các kiểu em uống vô cho nó mau lành. Thì có gì tuần sau á, mà khi nào mà em cảm thấy bớt đi lại được á thì qua anh làm. Đợi lại này. Tại vì anh biết em bị ngay cái đầu gối là em đi lại rất là khó khăn. Với cái phần cái này khớp mông nữa. Đi nè, bị ngay khớp mông nữa nè. Với lại ráng đụng ít nước thôi. Là rất là khó di chuyển luôn nha. Đi tới đi lui là nó đau lắm tôi biết. Nên bởi vậy hả là khi nào mà nó bớt cái mài đó thì anh Quang anh mới đi lại được. Mà anh Quang anh em biết đó là quay vlog chung với tôi là cứ bay nhảy nhào lộn các kiểu, bị cái chân này sao anh làm nổi. Thì thôi em cứ ở nhà đi, tạm thời em ở nhà đi. Khi nào mà khỏe hẳn thì qua anh. Ủa anh chơi thiệt anh đó. Ừ. Thì em ở nhà em cũng đâu có làm gì ra tiền đâu. Thì em cứ giữ em mua đồ ăn em ăn đi, rồi em mua thuốc em uống đi chứ sao. Ủa bữa trước em mới nhận lương luôn á. Thì tiền lương là khác, nhưng mà tại anh thấy em bị như vậy nè. Rồi anh mới bàn với Tú thì anh thấy thôi anh hỗ trợ em á. Em cứ giữ đi cũng sao đâu. Anh em không à. Thì tôi với anh Quang á, anh em thấy như trên clip á, là anh em tụi tôi á cho anh qua cho anh lại. Rồi anh Quang anh đánh tôi đánh anh Quang, giỡn qua giỡn lại vậy. Nhưng mà cái đó chỉ là mình giỡn thôi. Anh em diễn giỡn cho các bạn coi, mang tiếng cười anh em thôi. Nhưng mà cái thực tế ở ngoài á là tôi với anh Quang với anh Tốt đây á là thân lắm, như là ba anh em với nhau vậy đó. Tôi mới hay tin hồi sáng nay là tôi nghe tin anh Quang anh té. Rồi tôi thấy vậy tôi chạy qua tôi thăm anh Quang mà. Chứ sáng á cứ tôi mở mắt dậy là tầm 8-9 giờ là tôi đã thấy anh Quang anh ngồi ở nhà tôi rồi. Rồi có bữa thì anh đi trễ. Thì bây giờ tôi qua đây tôi tìm hiểu tôi mới biết là tại sao anh đi trễ. Chứ thật sự thì cái hoàn cảnh của anh Quang á rất là tội nghiệp luôn nha mọi người. Thì anh Quang á anh làm có một cái kênh YouTube anh làm riêng, làm cũng một năm nay rồi mà anh làm hoài không có lên được. Thì anh em biết á thì anh em qua ủng hộ ảnh, cái kênh là Quang Victory. Tôi sẽ ghi cái mô tả ở dưới, anh em qua ủng hộ like và xem clip phụ cho ảnh để anh có động lực anh làm thêm nhiều video khác cho các bạn coi. Thôi bây giờ em thích ăn cái gì? Trời ơi bị trên tay anh ha, mới thấy luôn là sao có bông gòn đây nữa. Thì đó chấm bông gòn mà. Đừng có chấm bông gòn. Em phi bông gòn nó dơ rồi lột ra nó đau nó xúc ra nè. Chấm gì anh? Lấy bông bế tay á. Lấy bông bế tay chiếc lên. Nó mới không dính. Đúng rồi. Lấy bông bế tay. Rồi bây giờ em thích ăn cái gì em nói thì anh với anh Tú sẽ đi về nhà làm đồ ăn đó cho em ăn. Anh sẽ đi qua đây cho em ăn. Đó. Ăn phở. Ăn phở hả? Phở. Khó gì mày? Không được, cái này đâu được ăn thịt bò, thịt gà với cá biển đâu. Hải sản. Đúng rồi, với ăn cái món nào mà về thịt heo á. Hải sản nó ướt không? Ăn cái món nào thịt heo mới được, chứ không là nó lòi thịt mày chết. Món này cũng lòi thịt. Chứ sao không? Cái vết thương sâu như vậy là lòi hết chứ sao không? Tao á. Thịt heo giờ cho nó ăn gì ta? Giờ mày muốn ăn cái gì? Ăn hủ tiếu hay là... Chỉ ăn thịt heo. Ăn cá viên chiên, ủa vậy? Ăn thịt sườn nướng đó thấy không? Đúng rồi, sáng qua thịt sườn rồi, đúng rồi đó. Cá viên được không? Không được. Đồ chiên ăn được. Được. Không, đồ cá, đồ biển không được. Tại đồ biển nó sẽ lòi thịt em. Ăn sườn nướng không? Sườn nướng hả? Sườn nướng nó mới ăn rồi. À, hai ông không được. Hay là nấu cháo thịt bằm cho nó đi.
dễ nhất luôn á, giáo thịt bằm với rau củ. Rồi ok, rồi ok, giờ anh với Tú sẽ thực hiện một cái clip là làm cháo thịt bằm với rau củ để đem qua đây tặng cho em ăn. Được, được, ok, ok, cảm ơn bác Tài. Được, rồi ok, bác Tài.